Hello, xin chào. Giờ này các chị đã chuẩn bị để đi ngủ hết chưa? Bây giờ em Lý sẽ chăm sóc da mặt, sau đó là đi ngủ. Giờ da mặt của em Lý thì em Lý đã làm sạch rồi các chị yêu nhé. Thì bây giờ em Lý chỉ chạy máy thôi. Giống bạn chạy máy là muốn, đây em Lý sẽ chạy cái máy này. Vậy nên là em Lý muốn là bật máy để mà trò chuyện với các chị một chút xíu. Đầu tiên là mình sẽ cần phải xịt khoáng cho da mặt của mình các chị yêu nhé. Ồ, không biết là chưa có thấy ai vào xem, em không biết là em đang có đang phát cho mọi người không hay là lại chỉ phát của mình tôi đây. Mọi người đợi em đi xíu nhé, em lấy máy để kiểm tra đấy. Ok, may có người xem rồi. Vậy là sao phát mọi người đúng không? Không phải chỉ mình tôi. Sợ nhiều khi không để ý các chị là phát có mình tôi xem. Ok nhá. Bây giờ thì Lý đã làm da mặt rất là sạch rồi, tẩy trang này, là rửa mặt. Đây là đoạn rửa mặt bằng máy. Cái máy này rất là tuyệt này, Lý xài hoài và các chị nào theo dõi là biết rồi đúng không? Rửa mặt xong rồi chạy máy rửa, rửa tẩy trang xong này, lại máy rửa mặt. Mặt mà gọi là hết chút hết xuống rồi thì bị yếu rồi. Thôi để đi tranh thủ chạy luôn nhé. Thì đó, cái máy bị yếu rồi, sợ tí đang nói chuyện nó tắt mất. Nên là tranh thủ. À, bây giờ là Lý sẽ chạy cái máy này. Quên, đúng rồi, chạy với cái máy này các chị nhé. Đầu tiên đó các chị, là cái máy này thì một tuần Lý sẽ chạy có 2 lần thôi. Nên là cái gel trắng này thì sẽ làm sạch sâu cho cái làn da của mình này các chị yêu. Đó. Cái này các chị rất là hay. Nói chung là khi cái da của mình các chị mình chăm sóc hàng ngày hàng tuần như thế này này, khi mà da nó cứ có một cái vấn đề gì đó đúng không ạ? Rồi. Tranh thủ vừa chạy vừa nói chuyện với các chị nhé. Thế nên là em thì cũng chạy cái này nhanh thôi, với lại là cái máy điện thoại của em đấy thì pin yếu rồi nha các chị. Nghĩa là da của mình ấy, các chị nó sẽ bị lão hóa theo từng giây từng phút mọi người ha. Nó sẽ nói chung là từng giây từng phút là phụ nữ mình đã già đi rồi, da mình nó đã lão hóa đi rồi. Vậy nên là khi mà mình cứ làm như này đúng không, một tuần mình làm 2 đến 3 lần thì mình sẽ liên tục mình làm trẻ hóa cái da của mình các chị ha. Cái điều đó không bao giờ thừa mà thật sự rất là cần thiết các chị nhé. Để mà bởi vì em Nhiên mới chia sẻ với các chị là da nó sẽ bị lão hóa đi theo từng giây và từng phút, nên là cái sự chăm sóc của mình kịp thời để mà mình bảo vệ cái làn da của mình là một cái điều rất là quan trọng đúng không ạ? Thì em sẽ làm trẻ hóa cái da của em theo từng tuần luôn đó. Và hàng ngày thì em dùng cái máy rửa mặt nó cũng đã làm trẻ hóa rồi. Nếu mà chị nào đầu tư được cái máy này thì càng tốt, còn nếu mà chưa các chị cứ dùng cái máy rửa mặt trước đúng không ạ? Nhưng các chị cũng hãy cố gắng để mà có được cái máy này nhé, bởi vì em đảm bảo là phụ nữ của mình mà có được cái máy này là các chị giúp cho được cái làn da của mình rất là nhiều. Ai cũng mong là có một làn da đẹp đúng không ạ? Da trẻ này, không phải đẹp không mà nó phải căng bóng, nó không có nếp nhăn hoặc là rất là ít nếp nhăn, thì cái này nó sẽ giúp cho mình điều đó các chị ha. Đây là một cái máy không phải massage bình thường mà nó làm trẻ hóa này. Da bị gãy sợi collagen hết, da yếu lắm thì chị phải làm từng bước thôi chị đúng không ạ? Em thấy chị Thủy hỏi em rất là nhiều luôn, mà em biết là chị đã áp dụng chưa đúng không ạ? Chị đã có cái quy trình chăm sóc da chuẩn hay chưa? Các chị đừng có chỉ làm một cái đúng không ạ? Nếu da bị gãy collagen các chị chỉ uống collagen vào, nhưng nếu mà da không sạch, người mình không đủ dinh dưỡng, không đủ khỏe, người thì toàn độc tố thì nó cũng không có tác dụng gì đâu các chị nhá. Nên là nói chung chăm sóc da thì nó cũng phải là từ trong ra ngoài, và nó có những cái bước chăm sóc da quan trọng chị Thủy ha. Nên chị vẫn sẽ phải có những cái bước là rửa, làm sạch da này, tẩy trang này, tẩy tế bào chết này, rửa mặt này, rồi chị chuyên dùng những cái sản phẩm mà nó tái tạo lại cái da cho mình đúng không ạ? Phải dùng kem chống nắng hàng ngày, ok chưa chị?
rồi bên trong nữa mình cũng phải làm thải độc để cho cơ thể của mình nó sạch các chị ha. Rồi tuy nhiên đối với cái da mà da của nếu mà da nó bị gãy sợi collagen thì chị nên dùng những cái sản phẩm dành cho da nhạy cảm chứ không có nên dùng cho da thường đúng không ạ? Đó. Hello chị Nhuần nhá. Chị Nhuần ơi, chị nghe được em nói không? Ừ. Cái này chạy cái gel trắng này chạy làm 2 lần nhé, vừa nãy em đi chạy được 1 lần rồi, bây giờ đang là chạy lần 2. Khi mà mình cứ chạy như thế này này các chị, nó sẽ cái gel trắng này mang điện tích âm nhé, nó như cho về vật lý một chút đó các chị. Và khi mà em ấy bấm số 1 em đi chạy nó cũng mang điện tích âm, theo theo vật lý thì âm và âm đẩy nhau đúng không ạ? Thì cái điện tích trong cái máy này, và khi mình để tay lên đây là mình sử dụng điện tích của chính cơ thể của mình, và mình đẩy cái điện tích âm nó thì mang theo cái gel này vào tận sâu trong cái da của mình luôn các chị ha. Đó, nó được đẩy đi qua những cái lỗ chân lông nhỏ tí xíu xíu của da mình đó các chị, nó được đẩy sâu vào bên trong và nó sẽ gom lại những cái bụi bẩn này, những cái chì này, những cái mà cái nám đúng không ạ, những cái hắc sắc tố melanin mà nó đã bị vỡ ra, nó đã bị giải phóng ra khỏi da và nó đang âm ỉ, nó đang làm một cái nám âm ỉ dưới da của mình, thì mình sẽ xử lý nó luôn các chị ha. Đó là lý do vì sao cái này nó cũng có tác dụng điều trị nám hoặc là phòng nám cho chị em phụ nữ mình rất là tốt. Đó, được chưa? Nên là khi mình chạy như này, các chị biết nhá, nếu như mà bây giờ các chị thấy da của mình bị nám đúng không ạ? Nếu mà một ngày các chị ngủ dậy, các chị soi gương và chợt thấy da của mình bị nám, không có gì là tự nhiên hết nha. Em đi nghe các chị nói các câu rất là nhiều, đó là tự nhiên da của chị dạo này bị nám đúng không ạ? Các chị yên tâm đi, cái gì nó cũng phải là một cái quá trình các chị ạ. Chăm sóc da là một quá trình, vậy thì lão hóa da bị nám cũng là một cái quá trình. Nếu như mà sáng ngủ dậy các chị thấy da của mình nó bị nám á, thì các chị phải biết là cái nám đó nó đã âm ỉ dưới da của mình từ 3 cho đến 5 năm rồi các chị nhá. Đó nghĩa là nó tích tụ lại từng ít một như vậy. Đúng không ạ? Và nếu như mà mình không hiểu, mình không có chăm sóc nó từng tí một á, là đến lúc mà nó khi mà nó đã trở thành một cái đốm nám để cho mình có thể nhìn được bằng mắt mà chỉ soi gương thôi, không có cần phải đi soi những cái máy công nghệ cao đúng không ạ? Là các chị biết là cái nám đó nó rất là chắc chắn rồi ha, cái chân nám đó nó rất là chắc rồi, thì để điều trị cũng không đơn giản đúng không ạ? Nhưng không phải là không, nhưng nói chung là để mà mình tốt nhất là mình phòng nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nên là mỗi một lần mà em đi chạy như thế này nhé, ngoài cái việc mà nâng cơ này, giữ cho cái cơ mặt mình nó săn chắc, phòng nếp nhăn, thì nó cũng lấy đi những cái nám nó đang bị âm ỉ dưới da của mình đó chị ha. Đó. Chị Nhuần nghe đúng không? Ok chị yêu. Đó, chị Nhuần đã chịu khó chăm sóc da chị nhé. Đó. Chùi đi. Cái này chắc em hôm nay em chỉ like được khoảng 10 phút thôi. Đó, bởi vì đấy, nếu mà cái hôm nào mà muốn chạy cái máy này thực sự rất là nhanh các chị, không mất thời gian đâu đúng không? Mỗi một lần nó chỉ có 10 phút, tổng thời gian nó trên nó chạy trên mặt là 10 phút, thêm thời gian lau lau chùi chùi bôi gel như thế này nữa là khoảng thêm 5 phút nữa đúng không ạ? Nếu mà nhanh á, còn cái hôm nào mà em lý mà em lý mà máy mà pin nhiều này, hay là có thời gian nói chuyện với các chị thì em sẽ nhiều khi em nói nhiều hơn, nhưng thực ra cái thời gian chạy máy thì nó không chỉ có thế thôi các chị, nó không có nhiều hơn đâu đúng không ạ trẻ con. Mà hôm nay máy em pin yếu thì chị cứ chăm da giống như những cái bước em đang chăm đó chị đúng không ạ. Chị đã có tẩy tẩy tế bào chết chưa, chị đã có tẩy trang, có rửa mặt chưa đúng không ạ, rồi bên trong đúng không ạ, chăm sóc da bên trong bên ngoài phải phải đồng đều nhau. Rồi xong rồi nhá, lý xong cái gel trắng rồi, bây giờ là đến cái gel xanh này các chị yêu ạ. Bây giờ đến cái gel xanh này để mà đưa dưỡng chất liền vào trong da của mình luôn các chị ha. Cái gel xanh này, cái gel trắng vừa nãy là làm sạch sâu, thật là sâu 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 lắc cái da của mình, giấy tận 5 cái tầng da. Cái này còn gel không ta? Thì bây giờ cái gel trắng này á, là nó cái gel xanh này nó sẽ đưa cái dưỡng chất vào liền luôn. Vừa nãy là cái nó lấy đi một phần dưới cái da của mình đúng không ạ? Thì mình sẽ đưa vào liền luôn để nó hấp thu ngay lập tức cái dưỡng chất luôn các chị yêu nhé. Đó. Các chị nghe đang nghe mà lỡ mà máy em đang nói dở mà nó tắt cái bục là do máy em nó hết pin sụp nguồn đấy các chị yêu nha. Nó báo pin yếu là nó mau hết lắm. Đó, xong rồi bây giờ gel xanh này. Nhanh lắm.
Chị nào đang nghe comment xuống chào em Lý nhé. Đó. Thì quy trình chăm sóc da nó chỉ có thế thôi các chị ạ, độ những vẫn là những cái bước và tẩy trang, tẩy tế bào chết, đúng rồi. Sữa rửa mặt này, kem dưỡng này, kem chống nắng, chị Thủy thiếu kem chống nắng nữa đó chị ạ. Đó, còn cái quan trọng của các chị, cái sản phẩm thì không nhất thiết là các chị phải dùng giống như Lý, đúng không ạ? Nhưng những cái bước đó là các chị cần phải có. Còn những cái sản phẩm Lý đang dùng thì nó là hàng của Mỹ, đúng không ạ? Và Lý dùng thấy rất là ổn, giá thành thì tuy nó hơi có cao nhưng nó rất là xứng đáng với lại cái, nghĩa là những cái chất lượng của sản phẩm mà các chị là cái độ kích ứng với da là không có này, rồi là cái chất lượng an toàn cho da, rồi cái độ an toàn cho da là rất là cao và hiệu quả, đó thì nó hoàn toàn xứng đáng. Đi thấy là cái giá trị so với cái giá tiền của nó tương xứng với nhau, nó rất là ok. Đó thì mình sử dụng và mình có chia sẻ cho mọi người, nếu mà mọi người dùng được thì ok mình cứ dùng, nhưng không dùng được những cái sản phẩm như Lý ấy, thì cũng không phải là mình không chăm sóc, mà cũng cần phải có một cái sản phẩm để phù hợp với mình các chị nhé. Đó, chị Thủy thêm kem chống nắng đi chị ạ. Chị dưỡng da quá trời như vậy mà chị không bôi kem chống nắng thì cũng bằng không thôi chị ạ, đúng không ạ? Kem cái tia UV nó là một cái mà nó gây tác hại cho da của mình rất là lớn. Rồi, này, nếu mà chị nào bị cái chỗ mắt này các chị chịu khó chạy như này cho Lý nhá. Đối với cái máy này cần phải có cái sự kiên trì các chị ạ. Đó. Lý dùng cái chạy cái máy này 2 năm rồi đó. Này, Lý thì chắc là sẽ dùng suốt đời luôn. Đó, cái đường râu rồng này, cái râu rồng chạy kéo ra đây nó sẽ làm nông cái râu rồng của mình. Lần đầu tiên các chị chạy một nửa bên mặt thôi chắc chắn là khác, chạy đúng kỹ thuật nha. Đó, nếu mà các chị đây này chạy kéo kéo cơ mặt mình lên, đi nhẹ xuống này đúng không ạ, kéo cơ mặt lên, đi nhẹ xuống, kéo cơ mặt lên, rồi cái râu rồng của chị em mình nó cũng hay bị đúng không ạ. Đó, đi 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 ra thì kéo mạnh lên, đi xuống thì lướt thôi các chị nhắc, nghĩa là mình không có nhấc máy ra khỏi mặt nên là mình chỉ lướt thôi. Đó, xong rồi đây đúng không ạ, xong rồi cái chỗ bọng mắt này, rồi ai hay bị bọng hay bị nhăn chạy như này cho em Lý nha. Sản phẩm nào của Mỹ cũng đều tốt, em không có dùng hết được tất cả các loại nên là em không có biết là nó có tốt hay không đâu chị ơi. Cái quan trọng ở đây không phải là tốt hay không mà nó có ngoài cái việc tốt nó phải phù hợp với da của mình nữa chị nhé. Đó, cái chỗ mắt này các chị này, nè cái chỗ mắt, nâng cái cơ mắt mình lên này. Hàng của Mỹ nhưng em Lý thấy là những cái hàng Mỹ nhập khẩu thì nó sẽ phù hợp hơn là hàng Mỹ xách tay. Rồi về hàng nhập khẩu thì người ta có quan tâm đến cái da của mình, cái cơ địa, cái vùng khí hậu của mình thì cái sản phẩm nó sẽ phù hợp. Còn em Lý thấy là có nhiều chị dùng hàng xách tay, những cái sản phẩm đó rất là mắc tiền thì vẫn không phải là không có hiệu quả nhưng nó sẽ không có bằng so với cái việc là ở cái vùng đó người ta dùng, đúng không ạ? Rồi lần hai nha, em đi chạy lần hai này, khi mà chạy cái máy này này, nếu khi nào mà nó xong là nó sẽ kêu, bình thường thì nó sẽ kêu tít đúng không ạ, cứ vài giây nó kêu tít một lần, lâu lâu nó tít một lần là máy nó đang hoạt động ha. Còn trong trường hợp mà nó kêu tít 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 là nó đã xong rồi, là mình tắt máy đi, mình bấm lại số đó mình chạy các chị yêu nhé. Này, mắt này em Lý thì thật sự là cảm thấy mình rất là may mắn khi mà mình biết đến cái dòng sản phẩm này. Tất nhiên là em cũng không phải là em thích là em mua được ngay, em cũng phải dành dụm để mà em mua, nhưng em cảm thấy nó rất là xứng đáng đúng không ạ. Nó cũng nói chung là nó cũng chỉ bằng một cái điện thoại thôi các chị ạ, nó bằng số tiền một cái điện thoại thôi. Thì hàng tháng thì mình có dùng gel thì nó nói chung là so với việc mình đi spa thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều các chị ạ. Đó, đây là hàng cao cấp, thật sự là rất là cao cấp luôn các chị nha, bởi vì nó có cái công nghệ chống lão hóa rất là cao, công nghệ chống lão hóa độc quyền của Mỹ luôn. Vậy nên là nghĩa là chỉ có duy nhất trong sản phẩm này nó mới có cái công nghệ khóa tuổi thôi, Age Lock các chị, A là tuổi, Lock là khóa các chị nhé, là nó sẽ khi mà mình cứ chạy như này nó sẽ khóa lại cái tuổi của cái da của mình các chị ạ, làm chậm quá trình lão hóa chứ không phải là làm cho mình không lão hóa đâu các chị nha, nhưng mà là trẻ mãi không già đâu, mà nó sẽ chậm hơn các chị ha. Khi mà mình dùng càng sớm thì mình sẽ càng giữ được cái làn da của mình. Cái này là của Mỹ ấy, các chị em mua trên công ty chị nhá, nếu nếu mà chị cần chị để lại số điện thoại đi em hỗ trợ cho chị. Là cái bọng mắt này. Đó, cái này nó vừa massage cho mình cảm thấy thoải mái, nhưng cái quan trọng đó các chị là nó sẽ nâng cái cơ xóa nhăn và điều nó làm phòng nám cho mình chị yêu ha.
Em không biết có kịp chạy hết không hay là pin nó tắt kịp rồi cơ. Đó, cái chỗ mắt này. Chị nào bị nám á, chạy cái chỗ nám nhiều nhá, nhưng chạy cái gel trắng này nhiều ha. Cái gel trắng thì em chạy 2 lần, nhưng nếu mà các chị nào bị nám thì chạy làm 3 4 lần luôn ha. Đó, chạy chịu khó cứ xịt gel lên, cứ xịt khoáng lên là chạy. Bị nám thì mình sẽ bôi cái gel nhiều lên từ ngay từ đầu rồi mình sẽ chạy đến khi nó khô hẳn thì thôi các chị ha. Nếu mà còn không thì chạy khoảng 3 4 lần, mình chạy xong là mình cứ xịt xong một lần cứ xịt gel lên, chạy xịt cái khoáng này lên chạy tiếp nhá. Khoáng này hay lắm các chị nào da khô da dầu dùng cái khoáng này cho lý đi nhá. Cái khoáng này xịt lên trên da nó cấp ẩm tức thì cho da, giống như kiểu mình uống nước tức thì cho cơ thể mình á các chị, thì cái khoáng này nó cấp ẩm tức thì cho da, nhưng nó sẽ khóa ẩm nữa. Nghĩa là khi mà mình mới xịt xong thì nó sẽ ướt ướt trên mặt đúng không ạ, nhưng để khoảng một vài giây sau nó sẽ bắt đầu nó khô lại. Nhưng như em nghĩ thấy thì những cái loại khoáng khác á, khi nó khô lại thì da của mình nó cũng cứ cảm giác nó khô khô các chị, nghĩa là mình cứ phải xịt hoài như vậy á. Nhưng riêng cái loại này thì khi nó khô xong da mình nó rất là ẩm và nó bóng đẹp lắm, thích lắm, em cứ rất là ưng xài này. Xong rồi các chị ạ, bây giờ em dưỡng da. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ để cái gel mà Lý vừa chạy xong á, cái gel xanh vừa mới chạy xong á, là để thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa. Là giống ai thích để thì để ha. Nhưng xong rồi mình xóa mình chùi đi các chị nhá. Không thì chùi luôn cũng được, nhưng không có được để qua đêm đâu nha. Cái này thì những cái mà da nó hấp thu được nó đối với, thì cái máy cái đối với cái gel này nó đã được máy để đẩy vào bên trong rồi. Đúng không ạ? Nó tùy loại viêm, ví dụ như kem dưỡng thì khác, nhưng riêng đối với cái loại này nó là cái tinh chất, gọi cái tinh chất mà nó có cái công nghệ ở trong đó thì nó để bình thường nó không hấp thu được, mình chỉ để cho thêm độ ẩm cho da thôi, còn để mà được đẩy vào bên trong thì cái máy nó đã làm cho mình rồi. Đó, thì em lý chùi luôn đúng không ạ, thì em lý thì làm đều đều cứ như vậy thôi. Đó, luôn luôn chùi da đi lên các chị nhá, da nó đang có xu hướng chảy xuống thì mình phải kéo ngược nó lên ha. Đó. Ok. Ngon lành cành đào. Ôi trời ơi. Xong rồi buổi tối bôi thêm kem chống nhăn cho mắt. Đó. Kem này thì cũng dùng hoài. Kem chống nhăn cho mắt này thì trong khoảng 20 tuổi là nên xài rồi nhá. Rồi, ok. Trên 25 tuổi mà chưa dùng cái này là thôi xác định luôn các chị ha, xác định là sẽ có nếp nhăn đấy. Nghĩa là lám này thì không phải là nó làm cho mắt mình không bao giờ nhăn đúng không ạ, nhưng nó sẽ giảm đi của mình giảm đi cái nếp nhăn cho mình nhiều nhất có thể ha. Chứ còn bạn trước có đẹp như bây giờ. Hồi năm em 18 tuổi da của em cũng khá là ok chị ạ, nhưng đến khoảng năm 23 tuổi thì da của em nó không còn được đẹp nữa. Nghĩa là năm 18 tuổi da của em nó cũng là dễ, cũng đẹp, cũng dễ thương, nhưng vậy như hồi trước em không có khái niệm chăm sóc da đâu, em cứ nghĩ là bôi lên trên da là da nó sẽ bị hư, thế là mình để tự nhiên. Và để tự nhiên thì đến năm 23 tuổi da của em nó bắt đầu xuất hiện nhiều mụn này, lỗ chân lông to này, da sạm này. Khi đó là em mới bắt đầu là hơi hơi lo một chút và chăm sóc da, thì trong một thời gian thì da nó cũng bắt đầu hồi lại. Thì ở cái độ tuổi đó thì mình chăm nó dễ hơn là mình để lâu hơn các chị ha. Càng lớn thì tuổi cái độ phục hồi của da nó sẽ càng chậm, nên là mọi người nhớ nhá, mình hãy chăm sóc da càng sớm. Còn nói chung là bây giờ mình ở độ tuổi nào thì mình cũng nên chăm sóc, không chăm không bao giờ là sớm mà cũng không bao giờ là muộn đâu các chị yêu nhá. Ok, thôi bây giờ em đi bôi kem dưỡng, nhưng em phải tắt đây bởi vì nó chuẩn bị nó báo tắt nguồn tới nơi rồi nhá. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.